tiếp theo của mình nha. Em đang lên một cái cấu hình 5 khách đơn 3 đường tiếng Việt cho anh Hà ở trong đầu nha. Và em sẽ review qua cái combo em lên nha, mạnh và tổng quát nha anh em. Đường tiếng nha. Về thì lúc đầu là mít dạng đồng nha anh em, 18 dạng đồng nha. Đây là các cái mạch đồng của xài của 75. Đây, mạch đồng lớn nha anh em. 3 đường tiếng nha anh em. Chung 16. Chép 450 nha anh em. Không phải 350 nha, 450 nha. Anh yêu cầu đi chép lớn thì đi chép 450 là ok rồi nha. Bo 300W. Đây, bo 300W. Trong mình là em rất biết là 300W nha anh em. Không phải là bo 150 hay là 200, 250 gì hết nha. Chúng là qua 300W đi coi 15 nha anh em. 300W. Đây là bát từ 170 coi 65 nha anh em. Quên từ 170 coi 75 nha anh em. 75, 50 và 75. Con này anh em đánh trong nhà luôn nha. Bên 4 mà em bắt vô rồi nha. Rồi em bắt thẳng đây là 4 mà. Không phải đặt em cùng mặt nằm ngang. Rồi em nằm ngang nha. Đứng ngang nha. Nên giờ em ráp vô cho anh em xem rồi em sẽ test cái combo cấu hình này cho anh em xem. Nói chung là cấu hình này em đã từng ráp cho một anh rồi nha. Bây giờ em tiếp tục ráp lên một con 5 tắc 75 VIP cho anh nữa nha. Cho anh Hà ở Lâm Đồng nha. Chúng là mấy anh ở Lâm Đồng đặt em rất là nhiều rồi. Ok, cảm ơn anh em ở Lâm Đồng rất là nhiều nha. Bây giờ em sẽ tiến hành bắt cái phần tạng này vô. Xong rồi em ráp đồ bộ vô rồi xong em sẽ test cho anh em nghe nha. Cấu hình 5 tắc này em ráp rất là nhiều rồi. Nếu mà anh em nào đã từng theo dõi video của em thì biết em ráp cái 5 tắc này rất là nhiều. Và khách hàng hậu về nói chung là rất là hay, không có anh em nào chơi hết. Nhưng mà anh em đã vào đánh luôn. Đánh hoài xăm trong nhà hết nha anh em. Cái cấu hình 50 coi 65 thì làm gì đó nhau nha anh em. 65 thì anh em chỗ tự thì làm gì sau 55 thì tiếng cũng hay nhất nha, đã vào được luôn nha. Bây giờ sẽ tiến hành ra cái ra cấu hình này vô nhanh chóng để anh khách cho anh em xem cái loại này nó ra như thế nào nha. Nhưng mà anh Hà này đặt em với một con full đen luôn nha, không đi màu, nhưng mà full đen luôn.
Ron em dán hết luôn rồi nha anh em. Ron chống rè nha. Ok, bây giờ em sẽ test cái khung hình này cho anh em xem nha. Lô, giờ trước em sẽ test mic nha. Lô, 1. Lô, 2 test mic ok nha. Lên, 1, 2, 3, 4, lên, 3, 4, ok. Echo reverb lên nha anh em. Lên, 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 3, 3, 4, 4. Lên, 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 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Lên, 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 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6. Lên, lên, lên. Lên lên một một hai hai ba ba bốn bốn năm năm sáu sáu lên 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 ok đi câu đi vào lên lên ba ba bốn bốn năm sáu sáu lên 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 ba ba bốn bốn lên lên ok ok em sẽ test nhạc bây giờ test nhạc nha anh em lục mất là ok rồi nha anh em. Boss Bass 2 lên đánh tức ngực luôn nha anh em. We'll be right back.
Đây, ok, anh em nào cần cái cấu hình này liên hệ nha. Rất cấu hình rất là cao cấp nha anh em. 75, coi 75. Bò 300W, đánh bao căng luôn nha anh em. Đánh, nói chung là đánh xa hẳn tức ngực luôn. Chung mà bát lên rất là căng. Đánh như sắp điện luôn nha anh em. Này anh em không cần chơi sắp điện luôn. Chỉ cần bát lên là đánh như sắp điện luôn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha. Anh em nào cần cứ liên hệ em.